Hello các người anh em của tôi và chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer. Và đáp lại lời kêu gọi của một số anh em thì lúc trước giờ mình vẫn hay gom mấy cái comment của anh em về cái game Evil Hunter Tycoon á. Thì có một số anh em hỏi mình đó là làm cách nào để lấy lại tài khoản của mình khi mà nó bị mất. Thì nó sẽ xảy ra một số trường hợp như sau. Ví dụ như anh em lưu nhầm nick, mất nick, hoặc là thanh niên rồi đó xóa mất tiêu cái nick của em. Anh em ví dụ như là gỡ game ra rồi hoặc là xóa dữ liệu của anh em thì anh em bị mất cái nick đó, thì anh em sẽ không có chơi tiếp được và anh em không biết cách phục hồi. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách phục hồi nha. Và nói trước với anh em á, là nếu như anh em không nhớ mã người chơi ấy thì nó sẽ rất khó phục hồi, và nói chung may rủi lắm, là nhiều khi mình gửi mail cho nhà phát hành á, thì họ không thể nào phục hồi ra được, nhiều khi họ không kiếm ra được. Tại vì game này nó rất khó phục hồi. Nó sẽ hỗ trợ phục hồi rất tốt với điều kiện là anh em có cái ID của người chơi, của cái nick anh em đang chơi. Bởi vậy mình vẫn hay nhắc rất nhiều anh em chơi chung á, là cái mã người chơi á là không bao giờ được cho người khác biết. Tại vì nếu người khác biết, người ta có thể lấy cái mã người chơi đó để lấy nick của anh em, hoặc anh em có lấy lại đi nữa thì họ cũng sẽ lấy cái mã đó, lấy tiếp khóa lại. Anh em rất là phiền, nó sẽ rất là khổ cho anh em. Đó là lý do tại sao anh em không nên cho ai biết cái đó. Và đặc biệt những cái người bạn mà mua cái nick của mình ở trên kênh của mình á, thì họ sẽ được mình cung cấp cái nick, mình bán nick cho họ, mình cung cấp nick cho họ, mình lưu nick cho họ rồi, thì mình cũng nhắc nhở họ là không được lấy cái nick đó, cái mã đó đưa cho người khác. Tại vì nếu mà như mà cho người khác biết thì mình rất khó lấy lại nha. Lấy lại rồi nó cũng phá, lấy lại nó cũng phá. Bởi vậy những anh em nào mua nick trên kênh mình thì luôn được ưu tiên và luôn được mình bảo vệ, rất là tuyệt vời ha. Và mình nói bán 2 nick thôi nên là cũng chưa có chuyện gì xảy ra. Đến đây là cũng 1-2 tháng gì đó đó, thì cũng chưa có chuyện gì xảy ra. Gần đây thì bán theo cái nick được 70k nữa thì cũng ổn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em, hỗ trợ anh em cái mà phục hồi nhá. Với những anh em nào mà chưa bị trường hợp này thì mình nghĩ anh em cũng nên xem để sau này có mất nick thì mình sẽ tự giúp mình, tự bảo vệ mình được. Rồi, và những anh em nào mà chưa lưu cái mã người dùng của mình thì làm ơn lưu một bảng đi, để sau này có chuyện gì thì có thể cứu vớt cuộc đời mình ha. Để không phải cây cứu. Ngày xưa ad cũng mất mấy nick rồi đấy, thì sau này ad lấy lại nick thì mình rồi thì cũng đỡ hơn. Rồi, ok ha, liên thuyên quá dài. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em. Đầu tiên á, khi anh em đã bị mất nick á, việc đầu tiên anh em cần làm đó chính là vào game. Trường hợp đầu tiên nha, cách làm đầu tiên anh em sẽ vào game là cách dễ nhất. Thì đây nó có một cái liên hệ báo lỗi và khai báo. Thì anh em bấm vào này nó sẽ hiển thị lên tôi bị mất tài khoản. Anh em sẽ tiếp tục bấm vào tôi bị mất tài khoản. Thì nó sẽ vào trong một cái đồ gọi là FAQ, có nghĩa là hỏi và trả lời ha. Nếu bạn chạm vào miếng thay đổi thiết bị và lưu thiết bị sai, bị lỗi, bạn miếng mất đích đó, thì chúng tôi có thể hỗ trợ bạn. Đại loại nó là như vậy. Nói chung đây là những cái hướng dẫn anh em. Thì anh em ở đây nó có, anh em kéo lên có xuống đây nó có một cái gọi là gửi yêu cầu này. Anh em bấm vào gửi yêu cầu. Đây. Thì đầu tiên anh em sẽ nhập địa chỉ email của anh em. Ví dụ như là abca@gmail.com. Và mình yêu cầu anh em là lên dùng gmail.com đi. Tại vì nó sẽ hỗ trợ rất tuyệt vời nếu như anh em dùng Gmail. Còn những cái mail khác thì sẽ không hỗ trợ đâu. Rồi tiêu đề ví dụ như là đặc biệt nha, cái game này á, là nó sẽ có phục hồi cho người Việt Nam nữa, nên anh em có thể ghi tiếng Việt hoặc anh em có thể ghi tiếng Anh không sao hết. Mình sẽ ghi là phục hồi gì? Yêu cầu phục hồi tài khoản đó. Đây nó sẽ có một số cách khôi phục ha. Đấy. Rồi, bắt đầu anh em vào mô tả. Anh em có thể ghi tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tùy anh em. Tôi bị mất tài khoản. Có thể phục hồi gì? Anh biết mình biết sai nhưng mà thôi kệ ha. Tài khoản được không? Được không? Ừ. Đó, ví dụ vậy là cái câu cụ bắp nhất. Rồi tiếp theo ha. Mình ghi tiếng Anh được trước thì mình ghi tiếng Anh cũng cụ bắp lắm, nhưng mà tôi muốn phục hồi tài khoản đó, ví dụ như phục hồi tài khoản ha. Còn trước là gì? I want recovery my account. GUNT đó. Cái này là sai rồi nhá. Thì tùy thôi, nhưng mà bữa hôm thì cái mail của mình thì nó gửi bằng tiếng Việt. Đó. Sau đó anh em có thể thêm tập tên đính kèm Ví dụ như là hình ảnh của cái map của anh em, nhân vật anh em hoặc là bất cứ cái gì. Càng nhiều thông tin thì người ta sẽ hỗ trợ anh em rất là tốt hơn ha. Sau đó anh em bấm thêm tập tin vô cũng được, không thêm cũng được. Sau anh em gửi. Đây, anh em gửi cho người ta. Rồi sau đó nhớ là anh em sẽ check mail thường xuyên nhé. Thông thường là trong vòng 24 tiếng đầu tiên họ sẽ gửi mail về cho anh em. Đó. Sau đó họ sẽ gửi cho anh em một cái mail. Và cái mail đó sẽ như dạng như thế này đây. Đây mình có chụp lại đây. Đây à, chào anh chị, chào nhân vật, chào tên mình ha. Cảm ơn bạn rất nhiều về liên hệ của chúng tôi qua đường dây nóng 11. Rồi nếu bạn không thể truy cập vào tài khoản thì chúng tôi sẽ thử tải dữ liệu từ cloud. Hãy giúp chúng tôi thông tin sau để chúng tôi có thể giúp bạn khôi phục tài khoản. Rồi đầu tiên là mã người dùng ID tài khoản tạm thời nha. Có nghĩa là anh em cần phải tạo một cái nick mới. Cái nick mới ví dụ như là mình sẽ ở đây. Có anh em nào mới đăng ký nha. Đây mình sẽ tạo một cái tài khoản bất kỳ ở đây. ABC rồi. Không quan tâm lắm anh em ạ. Rồi. Đó anh em vào game. Rồi. Thì nó sẽ có một cái tài khoản nằm ở đây ha. Nó sẽ có một cái mã ở đây. Mã người chơi đây. Đây là cái mã người chơi tạm thời nè. Đây là mã từ người chơi tạm thời. Và cái nick game này anh em để im ở đây. Anh em để im ở đây ha. Không có xóa dữ liệu, không có gỡ game, không có tạo nhân vật mới. Anh em để nguyên như vậy thôi. Sau đó anh em đọc cái mail vừa rồi này. Đọc cái mail của nó này. Đây. Nó kêu anh em là gửi lại cái mã người chơi tài khoản tạm thời. Và cái mã người chơi tài khoản gốc. Anh em có thể để anh em có thể gửi mã người chơi tạm thời hoặc là gốc ở trên hay ở dưới gì cũng được. Nhưng anh em phải ghi chú. Ví dụ như mình làm một cái mẫu đây thì mình ghi là ID O có nghĩa là cũ nha. Mình hay gửi được chứ mình gửi nó là ID O là cũ. Thì mình sẽ gửi cái mã cũ có nghĩa là cái gì của mình là ABC cũ ha. Cũ ha. Còn cái này là new, cái này là mới. Là cái mã tạm thời mà mình vừa mới làm ấy. Thì mình copy cái mã tạm thời như thế này. Đó. Này hiểu chưa. Sau đó anh em gửi lại cho nó. Anh em trả lời cái mail này cho nó. Trả lời cho nó xong. Khi nào mà nó nói một cái thông báo là chúng tôi đã phục hồi tài khoản cho anh em rồi á. Thì anh em bắt đầu là tắt cái game này đi. Hoặc là để cái game đó tắt rồi cũng được. Anh em bấm vào cái game này lại một lần nữa. Sau đó anh em kết nối vào. Thì nó sẽ là cái nick cũ của anh em đã bị mất. Nói chung là nó hướng dẫn bằng tiếng Việt nên anh em cũng rất là đơn giản thôi, không sao hết ha. Vô cùng đơn giản. Thôi anh em bấm vào trò chơi là anh em có thể lấy lại được nick của anh em rồi. Rất đơn giản ha. Ok anh em ha. Thì cách thứ hai thì anh em sẽ gửi thư trực tiếp tới nó luôn. Anh em sẽ bấm vào cái mail của nó là support@evilhunter.zendesk.com. Chủ đề là phục hồi tài khoản. Phục hồi tài khoản. Rồi. Thì anh em ghi mô tả ở đây tôi mất tài khoản. Có thể là anh em luôn đưa luôn cái ID cho họ nhé. Có ID là ... tên in game là ... rồi có thể phục hồi lại cho mình không? Lại cho mình không? Đấy, ví dụ như anh em gửi cái mẫu như thế này ha. Rồi anh em sẽ tiếp tục làm lại như cái bước hồi nãy. Thế thôi. Ok, chúc anh em thành công nhé. Và hy vọng anh em sẽ không cần phải dùng đến cái cheat này để lấy lại tài khoản. Rồi, ok, chúc anh em chơi vui vẻ.